Nhìn thấy chưa? Vẫn không có một con nào cả. Vẫn không hề tao con nào. Fiora luôn. Fiora một hết game luôn. Chịu. Rồi tiếng bài tao gặp bài mày luôn. À, lớp đúng rồi đấy. Chỉ có trong đây có đấy. Ôi, khỏe à? Đúng rồi, Fiora hút máu. Đòi đồ. Fiora hút máu. Fiora có lên 2 được không? Chịu quá. Chịu không có con Fiora nào. 5.3 mà chưa có Fiora chịu ấy. Có chứ mình game không làm được. Trời ơi. Nói đã. À, tao chịu game đấy. Mẹ server test cũng rác thật. Đéo gì mà 5.3 roll không được con nào vậy? Có con gì không? Sao ấy? Trường ơi, xong chưa ra check cái chưa? Chút xíu chưa. Thôi mẹ, hôm nay không chơi, con em chơi hôm nay bị lỗi rồi. Lỗi chắc luôn. Sao lỗi? Mẹ đôn 4 tiền không ra con nào, ta đôn được ra cả mẹ mày. Các thứ 5 tiền này. 2 con 5 tiền rồi một đống zone nê cho con trăm keng ăn. Fiora có ai chơi không? Fiora không một con nào luôn. Không một ai chơi này. Nó hiểu. Con Fiora tao nhặt được ở chợ nha. Mẹ, thế này chịu. Lỗi rồi. Quá em ơi, đúng một con Fiora ở chợ. Tôi được thêm một con nữa phải đổi đồ là hết. Còn nhiêu máu gì chưa? 22. Sắp chết rồi. Rồi chết đi. Rồi ra chết đi. Chết. Đây ơi, game ơi, nó trên này chết. Rồi vô. Rồi chết. Hợp lý mà đúng không? Nè, Warmer nè. Hostage. Barrel Tector lên cho máu. Hết kìa, có kêu mày check cho tao là chịu. Không, đang chơi, đang chỉnh và 22 máu mà không chết đâu. Ủa sao mày kêu mày chết rồi? Chưa, 22 máu nữa. Ở sao nãy mày nói mày chết rồi? Có đâu. Con mày no, có. No, chưa chết. Cái CD này trâu. Chưa chết. Vô top luôn rồi. Swain này mới cho Swain đi, quá Swain này không khỏe bằng con Sandra. Swain này cách bên Imperial đi đường mà không khỏe bằng Sandra, quên yếu xìu. Fiora này. Ồ, mới kịp rồi. Thầy ơi nhờ. Mà chết chưa, chết chưa? Chưa. Phải dài quá vậy. Mà không nên kịp con Sion 2 thôi. Trần Dương là con nào đây? Ủa rồi. Đẹp thế. Ôi. Rồi chết luôn. Ôi. Chết luôn, thua. Đẹp thế.